Như Quỳnh kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình 60 cộng trên kênh truyền hình BRT. Chương trình trưa nay 3 tháng 8, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị nhiều nội dung đáng chú ý. Thị trường sách giáo khoa và đồ dùng học tập tại Bà Rịa Vũng Tàu đảm bảo cho năm học mới. Bệnh viện Vũng Tàu, bệnh nhi viêm phổi tăng cao. Tiêu điểm 60 cộng trưa nay ghi nhận về những nỗ lực của các cấp công đoàn và doanh nghiệp trong việc quan tâm nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động. Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa có buổi tiếp và làm việc với đoàn Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản do ông Takeno, Chủ tịch Hiệp hội làm trưởng đoàn. Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu bày tỏ vui mừng khi đón tiếp đoàn Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản, đồng thời thông tin khái quát về hoạt động của Hiệp hội. Ông Takeno, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Bà Rịa Vũng Tàu, bày tỏ mong muốn qua buổi làm việc lần này có thể gắn kết làm cầu nối cho doanh nghiệp Nhật Bản, hợp tác với các hội viên Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong sản xuất kinh doanh. Trước đó, đoàn Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản đã tham quan Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tân Phước Thịnh. Gần 40 doanh nghiệp là hội viên của cộng đồng kết nối doanh nghiệp Bà Rịa Vũng Tàu OBC Legend Chapter tham gia ngày hội kết nối giao thương. Qua chương trình đã có 80 cơ hội được trao cho các doanh nghiệp với tổng doanh thu đạt 500 triệu đồng. Dịp này, OBC Legend Chapter đã tặng 3 suất học bổng cho học sinh nghèo học giỏi của 3 trường trên địa bàn thành phố Vũng Tàu. Văn phòng Kiểm dịch Động Thực vật Việt Nam cho biết, trong 6 tháng đầu năm nay, số lượng cảnh báo từ EU tăng bất thường. Khảo sát về giá vé máy bay của Cục Hàng không Việt Nam cho thấy, trong giai đoạn cuối hè năm nay, giá vé máy bay nhiều chặng tới các điểm du lịch đã có dấu hiệu hạ nhiệt và còn rất nhiều vé bay. Giai đoạn đầu tháng 8, mức giá vé bình quân trên các đường bay nội địa có lưu lượng lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hà Nội, Cam Ranh, Nha Trang và Hà Nội, Phú Quốc, hạng ghế phổ thông được các hãng hàng không Việt Nam cung ứng dao động trong khoảng từ 35 đến 65% mức tối đa theo quy định. Về tổng thể giá vé trong tương quan với thời gian khởi hành chuyến bay trong ngày, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho rằng với khung giờ 3 ngày, đặc biệt từ 9 đến 12 giờ hàng ngày, giá vé bình quân được các hãng bay công bố sẽ cao hơn so với các khung giờ còn lại. Thưa quý vị, chuẩn bị cho năm học mới 2024-2025, đến thời điểm này, các công ty phân phối, cửa hàng, nhà sách trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã chuẩn bị đầy đủ sách giáo khoa, dụng cụ, đồ dùng học tập để cung ứng cho thị trường. Từ đầu tháng 6 năm 2024, Công ty Cổ phần Sách Thiết bị Trường học tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã đặt 2,7 triệu bản sách giáo khoa các loại để phục vụ cho năm học 2024-2025. Hiện 90% bản sách đã được nhập về, 10% còn lại dự kiến nhập đủ số lượng trước ngày 15 tháng 8 năm 2024. Sách giáo khoa tái bản, chúng tôi đã nhập về đủ 100% kế hoạch cho học sinh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Còn các sách chương trình mới năm nay là năm 9-12 thì hiện tại nhập về khoảng 70% và dự kiến là sẽ giao về các trường 100% trước ngày 20 tháng 8. Tiếp sức cho phụ huynh học sinh trước năm học mới, năm nay sách giáo khoa ở tất cả các khối lớp đều được giảm từ 10 đến 15% giá bán so với năm học trước. Với các loại đồ dùng học tập, nhiều nhà sách, cửa hàng văn phòng phẩm đang tổ chức các chương trình khuyến mãi giảm giá từ 5 đến 50% cho hàng trăm mặt hàng. Bước qua tháng 8, nhà sách chúng tôi thì sẽ có cái chương trình rất là lớn mừng sinh nhật công ty Fahasa, và công ty chúng tôi hướng tới là tri ân cho quý khách hàng. Thì khi khách hàng bước vào nhà sách chúng tôi mua sắm thì khách hàng sẽ có những cái quyền lợi là giảm giá rất là nhiều mặt hàng từ 10 đến 50%. Nhà sách Chân Chi chúng tôi đã có cái chương trình khuyến mãi dành cho học sinh từ tiểu học đến trung học phổ thông, là sách giáo khoa, dụng cụ sách giáo khoa thì giảm 5%, dụng cụ học sinh giảm 10%, cặp học sinh thì giảm 20%, chương trình áp dụng đến ngày 15 tháng 8. Ngành giáo dục khuyến cáo phụ huynh và học sinh nên đến các nhà sách, cửa hàng có uy tín để mua sách giáo khoa, tránh mua nhầm sách giả, sách lậu. Cuối năm 2019, xã Bông Trang được Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Đây là cơ sở điều kiện thuận lợi để xã tiếp tục triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022-2025. Sau 4 năm phấn đấu, cuối năm 2023, xã Bông Trang hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Lễ công bố và đón nhận quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu công nhận xã Bông Trang đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023 vừa được Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc tổ chức. Sau 4 năm triển khai xây dựng nông thôn mới nâng cao, hệ thống cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã Bông Trang được quan tâm đầu tư. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt 80,2 triệu đồng một người một năm. Hiện xã không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo. Tại lễ đón nhận quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận Bông Trang đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc tặng giấy khen cho 7 tập thể, 8 cá nhân và 2 hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao. Quý vị đang theo dõi chương trình 60 cộng trên kênh BRT. Chương trình trưa nay tiếp tục chuyển sang thông tin khác. Thưa quý vị, huyện ủy Côn Đảo tổ chức hội nghị quán triệt các văn bản của Trung ương và tỉnh ủy cho toàn thể cán bộ đảng viên trên địa bàn huyện. Các đại biểu huyện Côn Đảo được quán triệt chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, chỉ thị số 34 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới, kế hoạch số 343 của Ban Thường vụ tỉnh ủy thực hiện chỉ thị số 31 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn vệ sinh lao động trong tình hình mới. Kế hoạch số 347 của Ban Thường vụ tỉnh ủy thực hiện kết luận số 70 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục thể thao trong giai đoạn mới. Đảng bộ huyện Đất Đỏ hiện có 49 tổ chức đảng với hơn 2.800 đảng viên. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn huyện kết nạp mới 508 đảng viên, đạt trên 100% chỉ tiêu tỉnh giao. Tuy nhiên, tính từ tháng 7 năm 2020 đến ngày 31 tháng 3 năm 2024, toàn đảng bộ huyện Đất Đỏ có 65 trường hợp đảng viên không còn sinh hoạt đảng, do xin ra khỏi đảng, bị xóa tên, bị khai trừ, chiếm 2,3% so với tổng số đảng viên của toàn đảng bộ huyện. Phần lớn đảng viên bỏ sinh hoạt đảng, xin ra khỏi đảng là do làm việc xa, công việc bận rộn nên không sắp xếp được thời gian tham gia sinh hoạt, định cư nước ngoài. Một số đảng viên thiếu gương mẫu, bản lĩnh không vững vàng, có biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống, không chấp hành, không làm nhiệm vụ đảng viên, phạm pháp luật, bị xóa tên, khai trừ đảng. Tại hội nghị chuyên đề về công tác đảng viên, các đại biểu đề xuất nhiều giải pháp để hạn chế thấp nhất tình trạng đảng viên bỏ sinh hoạt đảng, xin ra khỏi đảng trong thời gian tới, như đảm bảo chất lượng đảng viên mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, nắm bắt tư tưởng đảng viên để định hướng kịp thời các vấn đề phát sinh, làm tốt công tác quản lý đảng viên và bộ đội xuất ngũ, có kế hoạch đào tạo nghề, tạo việc làm để đảng viên yên tâm công tác, ổn định kinh tế và gắn bó với tổ chức đảng tại địa phương. Hội nghị tuyên truyền biển đảo năm 2024 do Ban Tuyên giáo huyện ủy Long Điền phối hợp với Lữ đoàn 171, vùng 2 Hải quân tổ chức. Lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trưởng các hội đoàn thể, khu dân cư trên địa bàn xã Phước Hưng và thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, được báo cáo viên của Lữ đoàn 171, vùng 2 Hải quân thông tin những nội dung về vị trí vai trò tầm quan trọng của biển đảo Việt Nam, tình hình biển đảo trong thời gian gần đây, vai trò nòng cốt của lực lượng hải quân trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo và thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc, quan điểm của Đảng nhà nước ta trong bảo vệ chủ quyền biển đảo. Chuyển sang thông tin trong lĩnh vực y tế. Thưa quý vị, Bà Rịa Vũng Tàu đã vào cao điểm mùa mưa. Như thường lệ, giai đoạn này số ca sốt xuất huyết có xu hướng tăng. Tuy nhiên, năm nay ghi nhận tại Bệnh viện Vũng Tàu, bệnh nhân sốt xuất huyết chỉ rải rác. Theo số liệu của Bệnh viện Vũng Tàu, từ giữa tháng 7 đến nay, số bệnh nhân sốt xuất huyết điều trị tại bệnh viện có tăng nhẹ so với những tháng trước, nhưng giảm sâu so với cùng kỳ năm 2023. Trung bình mỗi tuần, bệnh viện có từ 2 đến 5 ca sốt xuất huyết điều trị, giảm đến 6 lần so với cùng kỳ. Tuy nhiên, dù số bệnh nhân sốt xuất huyết điều trị ít, nhưng bệnh viện đã ghi nhận trường hợp sốc sốt xuất huyết phải điều trị đặc hiệu theo phác đồ. Trong khi ca bệnh sốt xuất huyết chỉ ghi nhận rải rác, thì hơn 2 tuần qua, số bệnh nhi bị viêm phổi tăng cao, hầu hết là trẻ dưới 5 tuổi. Mỗi ngày, khoa nhi bệnh viện Vũng Tàu tiếp nhận khoảng 65 bệnh nhi và hơn 2/3 bị viêm phổi, tăng gấp đôi so với thời điểm trước đó. Đa phần các bé đến bệnh viện trong tình trạng ho, sốt cao đột ngột. Bác sĩ cho biết nguyên nhân khiến bệnh nhi viêm phổi tăng
là do những ngày qua mưa nhiều, thời tiết chuyển lạnh. Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh nên giữ ấm cho trẻ, giữ môi trường sống trong lành, tăng cường dinh dưỡng, cho trẻ uống đủ nước và nên cho trẻ tiêm vaccine để phòng ngừa bệnh viêm phổi. Ban tuyên giáo huyện ủy Đất Đỏ phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình cho hơn 100 đại biểu là các chức sắc, chức việc trong các cơ sở tôn giáo và người dân. Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phổ biến chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình xoay quanh các nội dung về mức đóng và phương thức đóng, quyền lợi mức hưởng và các lưu ý khi tham gia, hướng dẫn cài đặt ứng dụng VSSID, đồng thời đối thoại và ghi nhận những ý kiến đóng góp của người dân về các chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Với những nội dung triển khai cụ thể, hội nghị đã giúp cho người dân hiểu rõ lợi ích, vai trò, ý nghĩa và những nội dung cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhằm chuyển biến nhận thức, tích cực tham gia. 100 cán bộ hội viên phụ nữ là chủ doanh nghiệp quản lý điều hành các hợp tác xã trên địa bàn huyện Đất Đỏ đã tham gia hội nghị tập huấn triển khai thực hiện đề án hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030. Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu những nội dung quan trọng cơ bản của đề án. Trên cơ sở này, Hội Liên hiệp Phụ nữ các địa phương sẽ xây dựng kế hoạch thực hiện kết nối với các tổ chức cá nhân doanh nghiệp hỗ trợ vốn vay cho hội viên phụ nữ, phối hợp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kinh nghiệm quản lý và tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh cho cán bộ và thành viên các hợp tác xã. Qua đó giúp các hội viên phụ nữ từng bước thay đổi từ sản xuất nhỏ lẻ, mạnh dạn góp vốn giúp hợp tác xã nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động. Câu lạc bộ cán bộ nữ quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ vừa trao tặng 100 suất quà cho gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Hoạt động này nhằm góp phần hưởng ứng lan tỏa chương trình cả nước chung tay vì người nghèo, qua đó truyền đi thông điệp của lòng nhân ái, sự sẻ chia và quyết tâm hành động, không để ai bị bỏ lại phía sau. Với phương châm trao cần câu hơn trao sâu cá, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bà Rịa vừa trao sinh kế cho 10 hộ có hoàn cảnh khó khăn, tổng kinh phí chương trình 55 triệu đồng trích từ quỹ vì người nghèo của thành phố. Trước đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và các xã phường đã khảo sát, lựa chọn đối tượng cũng như nắm bắt nhu cầu thực tế của hộ gia đình để có phương thức hỗ trợ phù hợp. Sau khi nhận hỗ trợ, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc thành phố đề nghị các hộ gia đình sử dụng hiệu quả đúng mục đích nguồn hỗ trợ, bổ sung thêm các phương tiện sinh kế, phục vụ tốt hơn cho công việc, từng bước ổn định cuộc sống, nâng cao thu nhập. Hội chữ thập đỏ thành phố Bà Rịa trao 170 suất sữa dinh dưỡng Nutifood cho hội viên cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Tổng số tiền thực hiện chương trình gần 170 triệu đồng do công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Nutifood hỗ trợ. Kỷ niệm 63 năm ngày vì nạn nhân chất độc da cam dioxin 10 tháng 8, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin và bảo trợ xã hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin và bảo trợ xã hội huyện Long Điền đến thăm và tặng quà cho hai nạn nhân da cam trên địa bàn huyện Long Điền. Dì cũng cảm ơn chất độc da cam, hội chất độc da cam. Rồi cũng giúp đỡ cho gia đình cũng xin cảm ơn. Dịp này, đoàn cũng đến thăm và tặng 1 triệu đồng cho gia đình bé Nguyễn Kim Ngân, 10 tháng tuổi, ngụ tại thị trấn Long Hải. Đây là trường hợp vừa được Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin và bảo trợ xã hội tỉnh hỗ trợ 125 triệu đồng để mổ tim. Vậy em cũng mừng dữ lắm. Chứ đâu có tiền, làm công nhân đâu có tiền đâu mà mổ cho con đâu. Bác sĩ nói là tình hình 3 năm nữa là phải mổ cho bé một lần nữa mới hoàn thiện trái tim của bé được. Hiện tại bây giờ thì chỉ có mổ là tạm thời thôi, để kéo dài sự sống cho bé thôi. Đợt này, tỉnh hội sẽ đến thăm tặng quà cho 16 đối tượng, trong đó 14 đối tượng là nạn nhân da cam và 2 đối tượng là trẻ vừa được hỗ trợ mổ tim. Thành đoàn Hội đồng đội thành phố Vũng Tàu vừa tổ chức lễ khai mạc trại hè trải nghiệm quân ngũ năm 2024. 192 thanh thiếu niên trên địa bàn thành phố tham gia. Trại hè thuộc chuỗi các hoạt động chương trình sinh hoạt hè năm 2024 của Thành đoàn Vũng Tàu.
Trong hai ngày 3 và 4 tháng 8 tham gia trại hè, thanh thiếu niên thành phố Vũng Tàu được tìm hiểu về truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam, trải nghiệm các hoạt động sinh hoạt trong quân ngũ, tập huấn kiến thức cùng kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, kỹ năng phòng cháy chữa cháy, cứu nạn thoát hiểm và tham gia các trò chơi vận động. Ban chỉ huy quân sự huyện Xuyên Mộc phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Trưởng Hảo tổ chức khai mạc lớp dạy bơi an toàn cho trẻ. Lớp học bơi được tổ chức trong vòng 20 ngày với sự tham gia của 40 trẻ ở xã Phước Tân. Các em được hướng dẫn những kiến thức cơ bản trong bơi lội, cách xử lý các tình huống đuối nước, kỹ năng bơi, học cách tự nổi trên nước và một số kỹ thuật bơi cơ bản khi gặp nguy hiểm trong môi trường nước. Mô hình dạy bơi cho trẻ em này sẽ được Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh triển khai nhân rộng cho các địa phương. Thưa quý vị, bên cạnh quan tâm cải thiện thu nhập cho người lao động, thời gian qua, việc nâng cao đời sống tinh thần cho đối tượng này cũng được các cấp công đoàn trong tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xác định là một nhiệm vụ trọng tâm. Các cấp công đoàn phối hợp cùng chính quyền, người sử dụng lao động, đổi mới cả về nội dung và hình thức hoạt động. Trong đó, tạo ra các sân chơi văn hóa tinh thần bám sát với nhu cầu, nguyện vọng của từng đối tượng, thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia. Ngay từ khi xây dựng trụ sở, doanh nghiệp này đã dành gần 2,8 tỷ đồng để đầu tư xây dựng một sân bóng đá mini ngay trên sân thượng của tòa nhà. Không chỉ là nơi để công nhân viên chức người lao động công ty tập luyện thể thao, sân bóng đá này còn tạo thêm sự gắn kết giữa các thành viên của doanh nghiệp, truyền thêm năng lượng tích cực sau giờ làm việc. Cơ sở vật chất thì rất là hiện đại, phòng ốc cũng như là những sân bóng đây để tạo cho anh em cái khúc giây thư giãn sau giờ làm việc mệt nhọc. Cùng với đó là bên tổ chức công đoàn thì có rất là nhiều hoạt động như là tổ chức cái giải đá bóng đá, như là tổ chức các giải như là kéo co, chạy việt giả, cờ tướng hàng năm. Thì tôi cũng rất là hạnh phúc khi được làm một thành viên của công ty. Phía công đoàn, nhà được công ty trang bị một cái sân chơi cụ thể như sân đá banh đẹp như này thì phía công đoàn cũng hưởng ứng là phổ biến chơi tới người lao động. Và một tuần một lần tổ chức giải đá banh nội bộ giữa các phòng ban, tạo sự gắn kết giữa các nhân viên trong tổ, trong xưởng để mà cùng hoạt động và vui, sức khỏe. Doanh nghiệp này thì dành hẳn một khu vực để tổ chức các hoạt động thể thao với đầy đủ các môn. Nhờ đó, phong trào thể dục thể thao tại công ty phát triển mạnh mẽ, doanh nghiệp thường xuyên đạt các giải cao trong các hội thao do công đoàn cấp trên tổ chức. Công ty và bên công đoàn cũng quan tâm đến vấn đề các cái phong trào của anh em thực thể ở đây như là đá banh hay là bóng bàn để giải stress cho công ty, cho anh em trong công ty, và cái điều đó là một cái điều mà anh em rất là happy. Công đoàn phối hợp với công ty để tổ chức các ngày hội thể thao và gia đình cho nhân viên và tổ chức cho nhân viên đi tham quan nghỉ dưỡng hàng năm. Thì đối với tôi, trong dự định tương lai thì tôi sẽ tiếp tục gắn bó với công ty và cùng đóng góp chung cho sự phát triển lâu dài của công ty. Không có điều kiện trang bị các thiết chế văn hóa, nhưng nhiều doanh nghiệp, tổ chức công đoàn đã bỏ kinh phí để thuê các sân tập thể thao cho người lao động. Tại sân thể thao của công đoàn các khu công nghiệp, mỗi buổi chiều hoặc ngày cuối tuần đều có hàng trăm người lao động đến tham gia tập luyện. Chúng tôi chiều đi làm và ra công ty đi hành tránh là công ty tổ chức cho anh em giải đá bánh vui vẻ, cho thể thao cho anh em mỗi khi mỗi giờ đi làm tất cả. Công đoàn cơ sở cũng phát tạo những cái hoạt động như là tổ chức đá banh hay là bóng chuyền hay là cầu lông để cho công nhân có rèn luyện sức khỏe, rồi trong đó là mình cũng có tạo điều kiện cho các anh em để tập luyện rèn luyện hàng các sự kiện giống như là 30/4, 1/2/9 hay là Tết cổ truyền của người Việt Nam. Sau đó rồi giống như năm nay là công ty thành lập nhân kỷ niệm ngày thành lập 95 ngày thành lập công đoàn đó, thì cũng có tổ chức cái giải các khu công nghiệp, thì trong tiên có chọn một số giải đấu ví dụ như cầu lông hay là bóng, đặc biệt là bóng đá mini cho một số anh em tham gia. Bà Rịa Vũng Tàu có khoảng 254.000 lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất. Để cải thiện nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động, ngoài đầu tư các thiết chế văn hóa thể thao,
Thời gian qua, các cấp công đoàn thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo cơ hội cho người lao động tham gia giao lưu học hỏi và rèn luyện sức khỏe, cũng là góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa ổn định, tạo nền tảng vững chắc để phát triển cơ quan đơn vị doanh nghiệp. Phần tiêu điểm 60 cộng đã khép lại chương trình trưa nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi đến hết chương trình. Rất mong được gặp quý vị trong các chương trình Bản tin thời sự tiếp theo.